Cô Kỳ Duyên có nói với tôi là hát nhạc rap á, thì có một cái lợi là đàn ông không phải mặc quần dài. Thưa quý vị, chắc là quý vị cũng đồng ý với tôi là lâu lâu thấy cô Kỳ Duyên mặc áo dài trông rất là lạ. Cảm ơn anh. Thưa quý vị, chiếc áo dài của Kỳ Duyên và của chị Mai Phương cũng như của rất nhiều ca sĩ góp mặt trong chương trình hôm nay là do sự hỗ trợ của nhà may May và bàn tay điêu nghệ của chị Huệ ở Westminster. Xin cảm ơn chị. Tôi thấy cô mặc áo dài thì nom rất là hiền. Tôi không, cảm ơn anh. Nhưng mà tôi lại nhớ lại cái câu người ta nói là khi gặp một người đàn bà mà mình không thể khen đẹp được thì mình vẫn có thể khen người đó hiền. Không, cái này là không áp dụng cho cô Kỳ Duyên. Vâng anh, câu đó thì Duyên chưa nghe, nhưng mà Duyên cũng thường nghe người ta nói rằng khi mình gặp một người đàn ông mà mình không thể khen là đẹp trai, cao giáo được thì mình cũng có thể khen là trông đạo mạo, trí thức, thông minh, có vẻ như một nhà văn nữa mà. Thưa quý vị, nói đến những hiện tượng lạ ở âm nhạc hải ngoại, chúng ta phải nói đến hiện tượng của những ca sĩ ngoại quốc hát nhạc Việt Nam như Lynn, Rick Murphy, Dalina và... Tôi xin ngắt lời cô. Hình như những người ngoại quốc hát tiếng Việt, cô còn quên Chế Linh. Và thưa quý vị, thường xuyên nhất trên Paris By Night, chúng ta thưởng thức dáng dấp yêu kiều của Dalina, giọng hát dịu ngọt và phát âm rất đúng cách qua những nhạc phẩm tình ca mà chúng ta yêu mến. Hôm nay, Dalina trong chương trình 20 năm nhìn lại của Paris By Night sẽ gửi đến quý vị một nhạc phẩm mới, Phạm Duy phổ thơ Hàn Mạt Tử, tựa đề Đây Thôn Vĩ Dạ. Xin hạnh giới thiệu cùng quý vị nữ ca sĩ Dalina.
chữ.